Nguyên thần Corona nCoV lắng nghe thầy giảng Pháp Kinh. Anh được sinh ra tại thành phố Vũ Hán do người Trung Quốc chế tạo và phát tán. Vì vậy, con hãy hỏi chủ nhân của con rằng họ sinh ra con để làm gì? Điều đó chỉ có chủ nhân của con mới trả lời được cho con. Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới không sinh ra con, họ vô tội. Vì vậy, con hãy quay về nơi đã sinh ra con, hỏi tội chủ nhân của con, đòi hỏi lý lẽ và lời giải thích của họ. Nếu có trừng phạt, thì hãy trừng phạt họ, chứ con không được quấy phá nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Điều đó là trái với đạo lý thiên địa. Hôm nay, thầy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly và hoa quả. Thầy cũng chuẩn bị 99 phi thuyền hình dáng của con có đủ ngũ sắc để con quay lại Vũ Hán, Trung Quốc, nơi mà con đã được sinh ra. Chỉ có ở đó các con sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất. Trước đàn lễ, thầy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly để các con được hưởng thụ. Mời các con hưởng thụ. Sau khi hưởng thụ xong, thầy mời các con lên 99 phi thuyền để quay về nơi mà các con sinh ra. Hôm nay trước uy linh của Thượng Đế, thầy cung tiễn các con về với Trung Quốc, quê hương của các con. Tạm biệt Corona nCoV. 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 Thầy tạm biệt các con. Cho thầy một hồi chuông.